Qua mạng xã hội Facebook, chị H trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt có quen với một người đàn ông nước ngoài tên Johnson Baker. Qua nói chuyện với người đàn ông tên Johnson Baker, nói là sẽ gửi cho chị H một kiện hàng và nói ngày 6 tháng 4 năm 2015 chị sẽ nhận được. Đến hẹn, chị H nhận được điện thoại từ số máy lạ gọi đến yêu cầu phải chuyển 25 triệu đồng vào một tài khoản mở tại ngân hàng Vietcombank để nhận chuyển hàng. Chị H đã thực hiện đúng theo yêu cầu, nhưng đến chiều cùng ngày, số máy lạ tiếp tục gọi đến cho chị H yêu cầu phải chuyển tiếp 50 triệu đồng vào tài khoản của họ mới đủ điều kiện nhận hàng. Nghi ngờ về việc làm của những người lạ này, chị H gọi điện thoại để đòi lại số tiền là 25 triệu đồng nhưng không được. Chị H đã làm đơn tố cáo vụ việc đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh.